Rồi, tổng kết gom đơn gửi cho mấy anh em ở Hà Nội, Hải Dương với bến xe nước ngầm thành phố Hà Nội. Đây, nay gom đơn gửi cho tổng kết gửi cho hết mấy anh em ở xa đặt chim bên Q69. Mình tranh thủ mình gửi ngày mai mình bữa nay gửi xong được ngày mai mình đi hành trình xuất chuyến anh em ơi, riềng quá rồi. Ở mình thì xe Bắc Nam là một tháng gì á, nửa tháng nó chạy một lần, tháng chạy được có hai lần à. 15 này rồi tới 30 nữa là cuối tháng. Nay gom lại là một nửa tháng vậy mình mới gửi anh em ở ngoài Hà Nội đồ này kia chốt đó, là nửa tháng gì mình gom lại mình mới đi gửi gửi một lần nha anh em. Nay là gửi cho nói chung là đây là mấy anh em đây là toàn là khách cũ không à. Anh Hương ở thành phố Hà Nội cũng là khách cũ. Có hai ông anh ở Hải Dương là khách mới thôi. Còn anh Đông ở Hà Nội ở bến xe miền ở bến xe Mỹ Đình cũng là khách cũ, anh Đông cũng là khách cũ. Gom gửi cho mấy ông anh cho xong. Đây là trong cái thùng này là anh Đông, anh Bắc là anh Bắc Bỏi nha. Anh Đông này nói chung là xưa giờ ảnh thích sưu tầm chim hay, chim độc lạ, quýt, bổi đỉnh, nhưng mà ảnh không có thích làm mồi. Ảnh là chuyên về là bổi, nhưng mà bổi phải là bài lối và hình dáng đẹp xuất sắc ảnh mới ưng. Còn anh Hương thì nay anh Hương thì bắt một con bổi và một con bổi nổi. Còn hai ông anh ở còn hai ông anh kia thì bắt hai con bổi nổi và còn ông anh ở Hải Dương thì bắt một con mồi lở với một con bổi. Mồi lở thì mình đóng đóng lồng nha, bổi thì mình đóng thùng. Rồi Q69 cũng cảm ơn tất cả anh em và chúc anh em mình về thành công và để phát triển đam mê này về càng ngày tiến triển và vui vui vẻ để thực hiện môn chơi lành mạnh này được giải trí vui vẻ anh em ơi. Cảm ơn tất cả anh em nha. Let's go.